Công đức này hồi hướng cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nguyện cầu cho nhân dân Việt Nam được sống trong an lạc, hòa bình, bệnh dịch được tiêu tan. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thất tổ Kiều Huyền Bách Gia Trăm Họ, thất tổ Kiều Huyền họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Đặng, họ Trấn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Chử, họ Bách Gia được ở siêu sinh bể Tây Phương Cực Lạc, về với Đức Phật A Di Đà. Ngày lành tháng tốt, ngày bụt tháng tiền, đội ơn chư tiên giáng ngự nơi đây, đội ơn các ngài Thiên Long Bát Bộ hộ pháp Kim Cang, tứ đại thiên vương, ngài Vi Đà hộ pháp, ngài Tiêu Diện đại sĩ, ngài con đội ơn ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, lạy ngài Át Nan tôn giả, lạy ngài Ca Diếp, lạy ngài các sứ giả tôn giả chứng minh công đức, lễ bạc lòng thành, trên chay hoa tươi quả tốt, lễ bạc lòng thành, cúng dường Phật Pháp Tăng, lạy cho cha mẹ hiến kiền, con lạy cho tứ thần phụ mẫu, Nguyễn Khắc Tiên, Bùi Thị Nụ, Nguyễn Văn Cù, Nguyễn Thị Năm, được bốn chữ khang ninh, thọ trường mạnh khỏe sống lâu, được gia môn hưng vượng, gia đạo hưng long, cầu quốc thới dân an, nhân khang vật thịnh, bảo mận khang cường. Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.